Giáo sư, khoan đã, cháu muốn tìm hiểu kỹ hơn việc sét được hình thành như thế nào. Lúc nãy cậu đã chứng kiến rồi đấy. Đó là khi hai luồng khí nóng lạnh va chạm vào nhau ở tầm trung bầu khí quyển. Nhưng lúc đó cháu đã bấm nút bảo vệ rồi, cháu chưa cảm nhận được. Nghĩa là? Cháu muốn vào phòng trải nghiệm một lần nữa. Được. Cậu hãy nhìn kỹ, ở phần rìa của mỗi đám mây đều có các phần tử nhỏ xíu mang điện tích. Phần thấp nhất của đám mây là các electron mang điện tích âm. Do trái chiều, chúng sẽ bị hút vào các proton mang điện tích dương trong đất. Khi gặp nhau, chúng sẽ tạo ra nguồn điện, đó chính là sét. Vào thời điểm đó, cậu sẽ nhìn thấy tia chớp và nghe tiếng sấm. Một tia chớp làm nóng không khí dọc theo con đường của nó, gây ra sự mở rộng nhanh chóng của không khí. Sấm là những âm thanh gây ra bằng sự mở rộng nhanh chóng của không khí. Có phải tóc cháu đang dựng lên không? Mau ngồi xuống, đi ta lại, nhón chân lên. Cậu vừa bị sét đánh. Tuy nhiên, đây chỉ là hiệu ứng mô phỏng nên cậu sẽ không hề hấn gì cả. Vậy lần trước cháu ngồi xuống bị tai là đúng ạ? Đúng thế. Nếu cảm thấy tóc bị dựng lên là có thể sắp bị sét đánh. Cậu phải lập tức ngồi thụp xuống, càng thấp càng tốt, tay bịt tai. Khi đó, tuyệt đối không nằm trúng đất mà nhón chân, hạn chế tiếp xúc với mặt đất ít nhất để giảm diện tích truyền xuống đất qua cơ thể. Cậu đã hiểu rồi chứ? Vâng, dù chỉ là ảo giác, nhưng cháu cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của luồng điện bị sét đánh. Nếu mọi người không biết cách phòng tránh thì thật kinh khủng.